Bình thường, trong cơ thể chúng ta có hàng tỷ tế bào thường xuyên nhân lên, tồn tại và chết đi dưới sự kiểm soát rất chặt chẽ của cơ thể. Quá trình kiểm soát này cực kỳ phức tạp và phi thường. Nhưng vì một lý do nào đó, như đột biến gen, tế bào thoát khỏi sự kiểm soát của cơ thể. Nó ồ ạt nhân lên và lan tràn, gọi là các tế bào ung thư. Các tế bào ác tính này tập hợp với nhau hình thành lên khối u. Ung thư dạ dày cũng vậy. Đây là khối u ác tính vì không những nó xâm lấn các tế bào lành ở dạ dày, nó còn xâm lấn các tạng gần nó và thậm chí di căn tới các cơ quan ở xa hơn, đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Ung thư dạ dày là một trong các bệnh lý ung thư hay gặp nhất ở tại Việt Nam. Nó đứng thứ 3 sau ung thư gan và ung thư phổi. Nếu được phát hiện sớm, khi khối u mới chỉ giới hạn ở lớp niêm mạc hoặc lớp dưới niêm mạc, ung thư dạ dày hoàn toàn có thể can thiệp điều trị khỏi qua nội soi, cắt hớt niêm mạc mà tránh không phải phẫu thuật hay điều trị hóa chất và tia xạ. Vậy đâu là các triệu chứng sớm của ung thư dạ dày, cũng như các yếu tố nguy cơ của ung thư dạ dày là gì? Câu trả lời sẽ có trong video này. Nhiễm khuẩn HP. Đây là yếu tố nguy cơ chính và có tính thời sự rất cao bởi tỷ lệ lây nhiễm trên thế giới rất lớn, khoảng 50% dân số thế giới bị nhiễm HP. Nhiễm khuẩn HP gây ra các tổn thương mạn tính, tiền ung thư và là nguyên nhân gây ra 84% các trường hợp ung thư dạ dày. Các tổn thương tiền ung thư như viêm teo niêm mạc dạ dày, viêm mạn tính niêm mạc dạ dày hoặc các trường hợp loạn sản ruột, dị sản ruột cũng làm tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày. Yếu tố di truyền, nguy cơ ung thư dạ dày tăng cao khi có thành viên trong gia đình bị ung thư dạ dày. Ngoài ra, chế độ ăn nhiều muối, nhiều dưa muối hoặc các loại thực phẩm như thịt đông lạnh, thịt khôn khói làm tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày. Các lối sống không lành mạnh như hút thuốc, nghiện rượu hay thừa cân béo phì cũng làm tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày. Tuổi càng cao, nguy cơ bị ung thư dạ dày càng cao. Người ta thấy rằng ung thư dạ dày gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới với tỷ lệ 2:1. Các khối u tân sinh như polyp tuyến, ung thư đã cắt hớt niêm mạc cũng làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Như vậy, chúng ta thấy rằng đa số các yếu tố nguy cơ của ung thư dạ dày chúng ta có thể hoàn toàn phòng tránh được. Như vấn đề nhiễm khuẩn HP, đây là yếu tố nguy cơ chính và tỷ lệ nhiễm HP trong cộng đồng nước ta rất là cao, thể chiếm tới 60-80%. Rồi các thói quen như ăn mặn, ăn nhiều dưa muối, các loại thịt phun khói, các loại thịt bảo quản đông lạnh, thành phần có thể chứa nitrosamin, đây là một cái yếu tố gây ung thư mà đã được nhiều nghiên cứu khẳng định. Ngoài ra, các thói quen xấu khác như nghiện thuốc, nghiện rượu, béo phì, chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được. Mệt mỏi, chán ăn. Đây là triệu chứng không đặc hiệu. Ngay từ khi các tế bào ung thư bắt đầu xuất hiện và nhân lên, hệ miễn dịch của cơ thể sẽ phát hiện và tiêu diệt các tế bào ung thư. Sự đáp ứng miễn dịch này không thể chiến thắng được sự phát triển ồ ạt của các tế bào ung thư, nhưng cũng làm chậm lại sự phát triển của chúng. Các hóa chất trung gian của các tế bào giải phóng ra như interleukin, interferon, bradykinin, các cytokine cũng như các chất độc hại tiết ra từ các tế bào ung thư sẽ làm cho cơ thể của bạn không còn ở trạng thái như lúc khỏe mạnh. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, lừ dừ, thậm chí có thể cảm thấy gai rét, sốt nhẹ, đau bụng. 60-90% bệnh nhân ung thư dạ dày có các triệu chứng đau bụng. Giai đoạn đầu rất khó nhận biết, có thể là những phiền toái, những khó chịu mơ hồ ở vùng bụng mà không rõ vị trí. Đôi khi là triệu chứng khó tiêu hoặc đau rát ở vùng thượng vị giống như viêm dạ dày. Theo thời gian, triệu chứng đau bụng ngày càng gia tăng và vị trí đau cũng ngày càng khu trú ở vùng trên rốn. Không giống như những cơn đau do viêm loét dạ dày hoặc hành tá tràng, đau do ung thư dạ dày thường âm ỉ, liên tục
và không hề dịu đi sau khi ăn hoặc uống các thuốc bao bọc niêm mạc dạ dày cũng như các thuốc giảm tiết axit. Nốt nghẹn và trào ngược. Khi khối u phát triển ở vị trí thân vị sát tâm vị hoặc ở tâm vị, nó sẽ cản trở thức ăn đi từ thực quản xuống dạ dày khi ta nuốt, gây ra triệu chứng nốt vướng mắc ở vùng ngực. Khi nghẹn như thế, ta phải uống một ngụm nước mới hết triệu chứng này. Đôi khi ta thấy triệu chứng có vị đắng hoặc dịch thức ăn trào ngược từ dạ dày lên khoang miệng, hoặc các triệu chứng nóng rát, bỏng rát ở vùng thượng vị do khối u phát triển ở gần cơ thắt dưới ở thực quản, làm cho lỗ tâm vị đóng không kín, dịch dạ dày dễ dàng trào ngược lên trên thực quản, gây tổn thương ở thực quản. Nôn, buồn nôn. Khi khối u phát triển ở gần môn vị, nơi ngăn cách dạ dày với hành tá tràng và ruột non, có thể sẽ gây hẹp một phần hoặc hoàn toàn lỗ môn vị. Khi ta ăn vào một lượng thức ăn vừa đủ, sự ứ động ở dạ dày sẽ truyền tín hiệu về bộ não cho biết có sự ứ động ở dạ dày không xuống được ruột non. Từ đó, bộ não sẽ đưa ra những phản ứng kích thích cảm giác buồn nôn và gây nôn ra thức ăn. Đầy bụng, khó tiêu và ăn kém. Bình thường, dạ dày có khả năng chun giãn rất tốt để chứa đựng thức ăn. Mỗi khi ta ăn thức ăn vào, vùng phình vị và thân vị sẽ giãn ra để chứa đựng thức ăn. Một số ít trường hợp ung thư dạ dày thể lan tỏa, toàn bộ dạ dày bị thâm nhiễm bởi các tế bào ung thư, gây xơ cứng và mất khả năng chun giãn của dạ dày. Ngoài ra, những hóa chất trung gian của quá trình đáp ứng miễn dịch cũng sẽ làm cho cơ thể nhanh có cảm giác chán ăn, nhanh có cảm giác no, gây sút cân ngày càng nhiều. Khi các tế bào ung thư bắt đầu hình thành và phát triển, sự nhân lên ồ ạt của chúng luôn đi kèm với sự tăng sinh mạch rất lớn nhằm cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng cho khối u. Hầu hết các chất dinh dưỡng ăn vào trong cơ thể sẽ bị khối u chiếm lấy, cùng với những hóa chất độc hại mà khối u giải phóng ra, cùng các hóa chất trung gian của quá trình đáp ứng miễn dịch, cũng như các cơn đau dạ dày, sự ứ động dịch dạ dày, cũng như là nôn, buồn nôn, sẽ làm cho cơ thể người bệnh ngày càng mệt mỏi, ăn ít và gầy đi. Nôn máu đi ngoài phân đen. Đa số các trường hợp ung thư dạ dày xảy ra ở lớp tế bào biểu mô lót bên trong lòng dạ dày. Khi các tế bào ung thư thâm nhiễm vào các mạch máu hoặc trong quá trình phát triển, bản thân khối u sẽ bị loét, hoại tử ở trung tâm, có thể ăn vào các mạch máu gây ra xuất huyết vào trong dạ dày. Đa số các trường hợp ở giai đoạn đầu chảy máu rì rả rất khó nhận biết. Quá trình này kéo dài làm cho người bệnh thiếu máu, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt ngày càng tăng. Khi lượng máu chảy ồ ạt nhiều, có thể trào qua thực quản gây ra triệu chứng nôn ra máu. Cũng có khi lượng máu chảy ra sẽ được hấp thu qua ruột non và khi đi ngoài sẽ tạo ra triệu chứng phân đen. Nôn máu và đi ngoài phân đen là hai dấu hiệu rất nguy hiểm cảnh báo ung thư dạ dày. Ở giai đoạn muộn, các triệu chứng toàn thân của ung thư dạ dày thường rõ. Người bệnh gầy yếu, suy kiệt, thiếu máu. Ung thư dạ dày có thể xâm lấn và di căn theo ba đường: đường kế cận, đường bạch huyết và đường máu. Ở đường kế cận, các tế bào ung thư xâm lấn qua thành dạ dày, qua phúc mạc vào khoang ổ bụng, có thể xâm lấn vào thanh mạc, vào bề mặt gan, vào ruột non hoặc mạc nối, gây ra các triệu chứng không đặc hiệu như đau bụng, tràn dịch màng bụng, đau vùng gan, bán tắc ruột hoặc tắc ruột. Di căn theo đường bạch huyết, lúc đầu có thể khu trú ở các hạch bạch huyết tập trung ở sọc bà cong nhỏ và bà cong lớn, ít khi gây ra các triệu chứng. Giai đoạn sau, di căn từ các hạch bạch huyết cạnh động mạch chủ dưới, ở vùng sau tụy và sau phúc mạc, cũng hầu như không gây ra các triệu chứng, có thể gặp các triệu chứng như nôn, buồn nôn. Di căn theo đường máu. Khi các tế bào ung thư xâm nhập vào mạch máu, nó có thể di căn tới mọi nơi trong cơ thể. Nhưng trong ung thư dạ dày có 3 vị trí hay gặp di căn nhất là gan, não và phổi.
di căn gan. Khi khối u chèn ép vào vùng gan, chèn ép vào đường mật có thể gây đau bụng vùng gan, tăng men gan, vàng da, vàng mắt. Di căn phổi thường có nhiều ổ. Nếu chèn ép nhiều sẽ gây khó thở, ho khan, thậm chí có thể gây ho ra máu. Di căn não. Sự phát triển của các tế bào ung thư gây chèn ép các tế bào não và làm tăng áp lực nội sọ sẽ gây các triệu chứng đau đầu, nôn, nhìn mờ, rối loạn cảm giác vận động, các cơn động kinh, co giật. Có một thực tế đáng buồn là đa số các trường hợp ung thư dạ dày thường phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn tiên triển, giai đoạn muộn. Vậy, nếu là bạn là một người thường xuyên nghe ngóng cơ thể của mình, nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường nghi ngờ về ung thư dạ dày hoặc có yếu tố nguy cơ cao, làm thế nào để chúng ta tầm soát, phát hiện sớm được ung thư dạ dày? Đâu là phương pháp tốt nhất để tầm soát ung thư dạ dày? Xin mời các bạn theo dõi trong video tiếp theo.